Xin chào các bạn, đây có lẽ là quán vịt nướng ngon nhất ở thành phố Hải Phòng các bạn ạ. Số 55 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Một con thế này 170.000 thôi các bạn ạ. Nếu các bạn có thời gian hãy đến đây một lần để thưởng thức món vịt nướng thơm ngon các bạn nhé. Hai người chơi con không hết nhỉ? Hai người ăn tốt. Đâu hai người? Em hai người thôi. Hai em làm con thôi. Làm uống rượu. Không, làm vài chai bia nữa thôi. Vài chai bia thì vừa. Vừa hả? Tô măng nữa cơ mà. Đó, tô măng. Úp xì xuống thôi chứ. Một trăm bảy một con, tuyệt vời luôn. Hôm kia ăn một bữa rồi thấy ngon, hôm nay ra mua tiếp.